của máy.com. Quý vị các bạn nhé. Đây là cái phần mềm mình đã cài đặt xong, thì ở ngoài desktop mình đã đưa ra ngoài desktop. Bấm có. Thì các bạn sẽ đăng nhập vào. Đây là user là admin, cậu là admin. Bạn đăng nhập vào. Thì trước tiên đây mình đang cắm trực tiếp cái con cái máy chấm công vào cổng LAN của máy tính, thì mình phải vào phần máy trợ vào phần biểu tượng mạng của nó để nó cùng giải. Ethernet. Thì các bạn sẽ phải đổi giải nó cùng giải với cả máy chấm công của các bạn nhé. Bấm tích vào đây. Giải của máy chấm công mình hiện tại là đang 192.168.2. Và phải lưu ý là cái địa chỉ IP nó phải khác với cả với cái địa chỉ IP của máy chấm công. Mình đặt địa chỉ với máy chấm công là 192.168.2.240 thì mình đặt đây con này là 24. Và cái default gateway mình đang đặt là 192.168. Bấm OK. Bấm có. Bấm OK. Thì đây là cái máy chấm công đã kết nối được với cả cái máy tính đã kết nối được với cả máy chấm công. Quay lại phần mềm. Trước tiên thì các bạn lưu ý giúp mình là đây là cái phần mềm của máy chấm công. Thì các bạn ở đây thì có các menu, thì trước tiên các bạn phải khai báo về cái máy chấm công cho mình. Trước tiên khai báo máy chấm công, bấm thêm mới, bấm máy chấm công và đánh địa chỉ IP của máy chấm công vào .1.2.240 các bạn nhé. Sau đó các bạn bấm lưu vào cho mình. Sẽ phóng to lên cho dễ. Thì mình sẽ kiểm tra xem máy chấm công với thông chưa. Đây, máy chấm công đã thông, quý vị các bạn nhé. Thông mạng bấm lưu vào. Các bạn bấm phần đăng ký với máy chấm công. Đăng ký bản quyền cho cái máy chấm công này. Tắt bước này và các bạn đăng ký vào cái phần máy chấm công, bấm kết nối. Thì cái key này thì các bạn lấy ở đâu, thì cái key này mình sẽ thường dán ở trên cái máy chấm công của mình, thì mình đã lấy key, thì các bạn đánh cái key này vào, bấm đăng ký. Đấy các bạn nhé, thì các bạn đã đăng ký thành công về cái chiếc máy chấm công cho quý vị các bạn. Bấm OK và các bạn tắt đi. Thì trước tiên thì các bạn phải đăng ký cái vân tay ở máy chấm công, ở trên máy chấm công quý vị các bạn nhé. Các bạn đăng ký bằng vân tay hay mật khẩu thì tùy các bạn. Các bạn đăng ký xong thì bước tiếp trước tiên là các bạn phải tải cái dữ liệu nhân viên mới về máy chấm công, thì vào cái phần là máy chấm công tải nhân viên. Các bạn tải nhân viên về máy chấm công thì các bạn bấm duyệt từ máy chấm công, thì các bạn sẽ chọn tất cả vào đây, bấm chọn tất cả, chọn tất cả này. Sau các bạn tải về, ở trong này mình đã đăng ký 8 nhân viên các bạn nhé, thì các bạn sẽ tắt đi. Và trước tiên thì các bạn muốn khai báo đã tải cái phần nhân viên về rồi, thì các bạn nó sẽ đã cập nhật về cái phần dữ liệu nhân viên mới cho quý vị các bạn. Thì các bạn bấm vào phần nhân viên, bấm vào quản lý nhân viên, thì các bạn sẽ chọn từng nhân viên các bạn muốn thay đổi tên.
Ví dụ như thế này, tên là chị Thùy chẳng hạn, bấm chuyển về công ty. Cái này trong cái bước này thì mình cũng có thể các bạn tạo cây danh mục cho cái công ty, các phòng ban tùy các bạn. Ví dụ như này, mình sẽ chọn tất cả luôn. Mình sẽ chọn tất cả 8 người này cho về danh mục là công ty để cho nó dễ quản lý các bạn nhé. Bấm chuyển về công ty. Chuyển về phòng ban, chuyển về công ty. Thì cái nhân viên này thì nó sẽ toàn bộ nó sẽ về công ty cho quý các bạn. Nó không ở thuộc danh nhân viên mới nữa. Thì bước tiếp theo thì các bạn muốn lấy, có nghĩa là cái này thì các bạn có thể khai báo cái việc ca làm việc cho từng nhân viên, hay là các bạn muốn lấy dữ liệu thì các bạn bấm vào cái mục tải dữ liệu để chấm công, hoặc là phân ca như thế nào thì các bạn ở mình sẽ có một cái video đây. Thì các bạn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tải cái dữ liệu máy chấm công. Thì các bạn sẽ chọn toàn bộ thời gian chấm vào cái máy chấm công, bấm tải dữ liệu. Đây là mục tải dữ liệu tìm hiểu nha. Các bạn có thể chọn thời gian. Ví dụ ngày mùng 1 chẳng hạn đến ngày mùng 7. Các bạn sẽ tải được toàn bộ cái giờ chấm công của nhân viên vào ra như thế nào trong một ngày. Đây là cái liệt việc báo cáo theo kiểu dạng quét lúc nào chấm công lúc đấy. Đấy là tải xong dữ liệu thì các bạn nhé. Còn bước tiếp theo là báo biểu. Các bạn cái này mục này cái sẽ có cái phần là giờ chấm công, có nghĩa là các bạn có thể là chọn ngày chọn tháng các bạn cập nhật. Sau các bạn lưu ý là phải chọn vào cái mục công ty này nhé. Đấy thì các bạn chọn tất cả cũng được. Đấy, ví dụ như là một này đấy, chẳng hạn thế này đấy. Sau các bạn cập nhật thì nó sẽ liệt kê toàn bộ ngày mùng 7 là chấm mỗi lần, và các bạn chiết xuất ra cái Excel thì đã thành công cái việc là lấy báo cáo của một ngày của một nhân viên đấy. Thì mình đã hướng dẫn qua về cái sử dụng qua cái phần mềm máy chấm công, và hẹn quý các bạn ở video tiếp theo về việc phân ca và lấy báo cáo chi tiết như thế nào quý vị các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video, và các quý vị các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận những video bổ ích hơn quý vị các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn.